Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Long Audio. Quý vị và các bạn quan tâm, xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình để cập nhật những sản phẩm mới nhất cũng như những video mới nhất do Nhân Long Audio đăng tải lên hàng ngày. Vâng, và clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một đôi loa, một model rất là hay, rất là đình đám về thể loại nhạc vàng. Đó là đôi loa Dighton 66. Đây là một trong những cái model được rất nhiều các bác audiophile biết đến và tin dùng. Dòng loa Dighton 66 này là được sản xuất tại Anh Quốc và ở Việt Nam mình thì được rất nhiều các bác thích những cái dòng loa này. Và bây giờ em sẽ mở căng và mời các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của đôi loa này. Vâng, em đã mở căng và với cái cá nhân của em, với cái góc độ làm nghề của em thì đôi này nó là thực sự đẹp các bác nhé, thực sự đẹp luôn. Loa thì zin tuyệt đối và loa Dighton 66 này là cấu hình có một bát thật, một bát điện, đó là một bát 30 sử dụng gân cao su và một bát cộng hưởng. Bát cộng hưởng có cái nhiệm vụ là làm hỗ trợ cái giải bát, giải trầm cho nó tốt hơn và kiểm soát được cái giải trầm tốt hơn. Và bây giờ em sẽ đi quay lại gần và giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, đây là đôi loa Dighton 66, vỏ vàng các bác nhé. Đây là vỏ gỗ lạng vàng rất là đẹp. Loa cấu hình là có 3 đường tiếng, một bát 30. Loa sử dụng gân cao su và tất cả là gân là còn zin luôn bác nhá, gân còn nguyên zin và dập nguyên số seri này. Đấy các bác nhìn này, số seri này. Còn nguyên số seri và lòng mát nó vẫn còn một cái lớp keo dưỡng. Và đây là đời rốn to các bác nhá. Đời rốn to này là đời mà nhiều bác là thích nhất. Đó. Và rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là loa này sử dụng một trung đôm. Những cái đôi loa này thì về cái góc độ khía cạnh nhạc vàng thì rất nhiều bác thích. Và đây là một cái bát cộng hưởng của nó bác nhé, tất cả bát cộng hưởng cũng zin, gân zin luôn. Đấy, gân zin luôn, còn số seri ở trên 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 gân luôn. Đôi loa tuyệt đẹp luôn. Em sẽ quay ba cái mặt kia để mời các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của đôi loa này. Đây là mặt sau của đôi loa. Chung là đôi loa này thì tuyệt vời rồi ạ. Đây. Dighton 66 từ 4 đến 8 ôm, Made in England. Còn này là số seri của nó 193214 191702. Và con này nó duy nhất là bị một tí vết này các bác này. Đấy. Một cái tí vết này là cái thùng gỗ là do vận chuyển thôi. Thì những cái đôi loa cổ như thế này thì để mà tránh được thì nó cũng hơi khó các bác nhé. Đấy, nên là một tí nó lại ở phía sau nên là nó không ảnh hưởng gì đến cái chất âm của nó và cái thẩm mỹ của nó. À, đây là trước mặt. Và bây giờ em sẽ test chất âm đôi loa Dighton 66 với con Litchi 300B. Mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của đôi loa này.
hay là một thế kỷ dài mà lòng ai đang khóc an một ngày nào mình mới gặp vẫn tươi màu sân trường rụ bóng âu.